Nếu như là khách du lịch khi đến thành phố Hồ Chí Minh, chắc hẳn quý vị sẽ được giới thiệu để đến thăm chợ Bến Thành, một biểu tượng của thành phố này. Tuy nhiên, với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ doanh nghiệp, thì chợ đêm ở Bến Thành hay trung tâm mua sắm Sài Gòn Square lại là thiên đường hàng giả. Thông tin này vừa đưa ra sáng nay trong một hội thảo tăng cường phòng chống hàng giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dưới góc nhìn của các doanh nghiệp thì chợ Bến Thành và Sài Gòn Square của thành phố Hồ Chí Minh là các thiên đường hàng giả, hàng nhái. Ông dẫn chứng, người dân có thể công khai mua được một chiếc túi xách có gắn thương hiệu Louis Vuitton ở chợ Bến Thành chỉ với 200.000 đồng. Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng thực tế trên xuất phát từ nhu cầu được sử dụng hàng hiệu nhưng với giá rẻ của người Việt. Hàng gian, hàng giả có mặt từ nông thôn đến thành thị, từ sản phẩm vài trăm ngàn cho đến hàng trăm triệu đồng. Cùng với vấn nạn hàng gian, hàng giả là tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm bị làm nhái, làm giả thương hiệu. Theo thống kê, có đến 20,5% hàng hóa tại Việt Nam là hàng giả, hàng nhái. Đặc biệt tại các chợ đêm, chợ sinh viên, hội chợ, các sản phẩm này được bày bán công khai mà hiếm khi nào có sự kiểm soát hay xử lý của các cơ quan chức năng.